Hebora họ luôn cố gắng để đem đến những cải tiến tốt nhất và mỗi một sản phẩm của họ khi đến tay những khách hàng của mình lúc nào cũng là những sản phẩm chuẩn nhất. Mà ốc đem sản phẩm này đến với những khách hàng của mình thì tất cả những cái phản hồi mà khách hàng gửi tới mình thì họ đều rất là hài lòng, và sau một thời gian rất là ngắn thôi thì mọi người đều thấy là làn da của mình sáng hơn nè, ẩm hơn nè, những cái đốm nâu, những cái đốm tàn nhang có cái dấu hiệu mờ đi, nó ngăn ngừa sự tập trung của những cái sắc tố đậm màu cho làm cho làn da của mình trắng sáng hơn. Bên cạnh đó thì Hebora Collagen Enrich cũng ngăn cản tác hại của tia UV có trong ánh nắng mặt trời tiếp xúc với làn da của chúng ta mỗi ngày và khiến cho làn da của chúng ta rất là dễ mất nước, xỉn màu. Thì bạn đã có một cái lớp màng bảo vệ rất là an toàn từ Hebora Collagen Enrich rồi, các bạn cũng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm này. Và một cái công dụng khá là thú vị của dòng sản phẩm này đó chính là nó còn hỗ trợ để kiểm soát về tiêu hóa và trọng lượng. Nên ốc nghĩ rằng đây sẽ là một cái cách rất rất là đơn giản để mình làm cho làn da của mình sáng hơn, ẩm hơn, đẹp hơn. Và collagen của Hebora chính là collagen peptide. Trong một chai 500ml như vậy, chứa hàm lượng rất cao, tới 160.000mg collagen peptide, tức là collagen thủy phân, và nó sẽ giúp cho cơ thể của mình được hấp thụ trọn vẹn nhất. Bên cạnh lượng collagen peptide ở cái mức độ vượt trội như vậy, thì trong mỗi một chai mà các bạn thấy ốc đang cầm, nó còn có chứa những thành phần rất là tinh túy khác, chiết xuất từ cánh hoa hồng Damask của Bulgaria, chiết xuất từ hoa anh đào Sakura Yoshino của Nhật Bản, rồi có axit hyaluronic là một cái hoạt chất giúp cho cơ thể của mình sẽ sản sinh ra những cái sắc tố melanin sáng màu. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này còn chứa cả elastin để giúp cho làn da của chúng ta săn chắc hơn, và vitamin B1, B6 cũng là cái cách để mà sản phẩm này giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe hơn. Vitamin C cũng là một cái thành phần rất là vượt trội có trong Hebora Collagen Enrich, bởi vì vitamin C sẽ giúp cho cơ thể của mình khỏe hơn, tăng đề kháng, tăng miễn dịch, và nó cũng là cái cách để mà bạn nuôi dưỡng làn da của mình trắng sáng hơn, để làm cho tuổi xuân sẽ kéo dài trên cơ thể và làn da của mình. Một trong những cái cách đơn giản mà ốc nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể thực thi được hàng ngày đó chính là sử dụng collagen. Và sử dụng collagen như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất thì Hebora Collagen Enrich chính là câu trả lời cho các bạn. Mỗi ngày rất là đơn giản, mình chỉ cần khoảng 15 cho đến 20ml thôi, và bạn duy trì hàng ngày, vì đây là sản phẩm hỗ trợ cho vẻ đẹp của chúng ta chứ không phải là thuốc, cho nên nó cần thời gian để cơ thể của chúng ta được làm quen, được thẩm thấu. Nên là bạn cũng cần kiên nhẫn một chút khi sử dụng dòng collagen này nha. Nếu như mà bạn đang muốn cải thiện về sự lão hóa trên làn da của mình, thì dù cho bạn là một người mới tầm khoảng 25 tuổi hay là ở độ tuổi hơn 30 giống như ốc, và cả những chị em phụ nữ ở tầm tuổi lớn hơn, thì bạn vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn Hebora Collagen Enrich, và dòng sản phẩm này sẽ thực sự giúp cho chúng ta cảm thấy đơn giản hơn trong việc làm đẹp và chăm sóc cho cơ thể của mình. Nói chung, đây là một dòng sản phẩm rất là dễ sử dụng và đáng tin cậy. Và ông nghĩ rằng là cái hiệu quả của nó là rất là đáng ghi nhận.